Chuyển sang các tin tức khác, thưa quý vị, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 vừa tổ chức hội nghị quân chính năm 2021. Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị. Năm 2021, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền các địa phương, triển khai toàn diện các nghị quyết, kết luận, đề án, có nhiều đổi mới trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, đặc biệt trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Lực lượng vũ trang quân khu sẵn sàng vào tâm dịch thực hiện nhiệm vụ, góp phần cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh. Hội nghị đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, trong đó trước mắt là duy trì công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn dịp lễ Tết, đảm bảo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022, chặt chẽ, an toàn, đúng quy định. Dịp này, quân khu đã trao thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021 và phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2022.